Xin chào bạn, chúng ta tiếp tục với diễn biến của ván đấu giữa Đặng Văn Uyên và Dương Quang Long. Tên thành là Đặng Văn Uyên, bình pháo phế mã, quyết ăn thua tới cùng. Đúng là cái múa lặng mà giá chạy ngân. Trước đó chơi máu lửa, hiếu chiến quá độ của đối thủ thì Dương Quang Long, thì dù có muốn làm phật thì cũng phải sách đa rồi sát. Dương xuất xe chiếm mã, đẩy đặt chiếm và tình huống kịch tính cho đỏ. Đọc lên tường để phá bắt xe của Dương, Dương thoái xe về để tránh. Ở đây thì Đặng chơi mà 9 thoái 7. Với âm kế rất gian xảo, đó là chuẩn bị đâm xe xuống chú tướng để pháo đen buộc phải thoái về, sau đó bình chót sang để pháo hỗ trợ xe đánh thẳng vào pháo tạo nên sắc cục. Ở đây thì xe đen không thể bên sang để đỡ được bởi vì mày đỏ để phòng thủ trước đường này rồi. Ra là những miếng đánh rất lợi hại của Đặng Văn Uyên. Trong cái thế công hung hãn của địch thì Dương Quang Long nguy nhưng không loạn, bình tĩnh thoái pháo về tránh trước một nước đi rất lão luyện. Đóng bình chót với âm mưu tiếp theo còn là đóng xe xuống rồi xe đánh pháo chú bí, nhưng Dương đã đỡ rất khéo mà nó coi là tấm mã bắt xe của Đổng. Đổng đóng xe rồi Dương lại thoái mã về thoát hiểm trong gang tấc, chen pháo lại nhưng không cho pháo có thể hỗ trợ xe đánh vào pháo. Nhưng nó đi phòng thủ rất mỏng mọc của Dương Long. Đổng cho dù quả theo công nhưng không cách gì có thể dứt điểm được. Như vậy là ta đã thấy nước phế mã của Đặng Văn Uyên là một quyết định vội vàng. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn, là vua không được thì làm giặc. Đặng tấn pháo lên, chèn xe nhưng không cho binh sang bảy bắt mã. Và đồng thời chuẩn bị cho một âm kế rất hiểm ác tiếp theo là thoái xe về. Sau đó binh sang chèn trọng mã để pháo đường 6 có thể binh sang 8 rồi sau đó đâm pháo xuống đáy tạo ra sóng gió. Ra là những đánh của Đặng Văn Uyên rất nguy hiểm và nếu như Dương Quang Long không chú ý thì hoàn toàn có thể bị thua ngược. Tuy nhiên đây là một ván cờ mà Dương Quang Long đã chơi phòng thủ cực hay. Cụ thể là ông có những nước đi rất khéo sau đây để phá vỡ hoàn toàn âm mưu của địch. Đó là Dương có nước cờ rất mạnh để bình xe vào trung lộ để khống chế con pháo trung tâm của địch, đồng thời chơi đường để pháo được bảy có thể tấn xuống nổ tường để tấn công và phản kích ngược lại. Ở đây nếu như Đặng vẫn theo kế hoạch như cũ thoái xe về thì Dương có thể đánh tường chiếu tướng linh sĩ, sau đó thoái pháo về bắt chốt của Đổng. Đã bên xe chen mã thì đen có thể ăn chốt, đã bên pháo thì đen có thể thoái xe về đánh pháo đỏ đánh trước một nước, sau đó thì vô đã có đâm pháo xuống chiếu thì cũng đã quá muộn, không làm được gì. Mình sẽ thấy là Vô Lăng đã phòng thủ rất kinh nghiệm về hoàn toàn, không dễ để Đổng Văn Uyên có thể thi triển được những chiêu thức của mình. Trở lại tình huống ở đây thì tình hình là sau khi Dương bên xe dọa pháo đánh xuống tường ta công nguy hiểm thì Đổng bắt buộc phải lên sĩ để củng cố phòng thủ tránh nó pháo đánh tường của đối thủ. Như thế thì Dương lại tiếp tục chơi một cơ rất hay là bình pháo để chưa lò được mã có thể nhảy lên phòng thủ trong tương lai. Và pháo đây là con pháo rất hay, có thể tấn ba để hỗ trợ mã cái này phòng thủ, nó cơ thoái xe rồi kịp xe của đối thủ và có thể tấn xuống để bắt con mã của Đổng về quấy rối làm rối loạn hệ thống phòng ngự của địch thủ. Đổng thấy là cơ hội của mình là bị đối phương bắt bay và không thể thi chuyển được, cho nên thoái xe về hòng quét chốt. Nhưng Dương đánh cơ rất là chắc chắn, bình xe giữ chốt ngang không cho Đổng ăn. Đổng bình xe, Dương tấn pháo bắt mã quấy rối, hòng lên sĩ để tránh. Đây thì Dương nhảy người lên, Đổng thoái xe về chen mã, Dương thoái pháo bắt xe. Ở đây thì bởi vì con xe mẹ của Dương đã có pháo dẫn rồi, Đổng không thể ăn, Đổng buộc phải thoái pháo để cản. Dương bên xe bắt pháo của Đổng, nó quấy rối rất khó chịu của Dương Quang Long. Đổng bị Dương bắt pháo khó đi vô cùng, chẳng còn cách gì khác nên phải bình pháo, bỏ pháo để nhắm mắt đánh liều để cầu may. Dương đơn giản ăn pháo Đổng thôi. Đổng tấn pháo xuống chiếu tướng, Dương lên pháo. Nên đây thì bởi vì con xe của Đổng đang nằm dưới tầm kiểm soát của pháo Dương rất là nguy hiểm vì Dương có thể bất ngờ xuất xe chiếm tượng chiếu tướng và sau đó pháo quật sàn xe. Thì đó Đổng phải chiếu tướng, Dương thoái pháo rồi thoái xe về lộ an toàn, chiếu lại, Dương lên pháo. Đây thì Đổng tốc chót xuống, Dương thoái pháo để phòng thủ, nó cơ giang hồ lão luyện. Dương định sử dụng cặp song pháo dựng lên bức tường sắt vạn lý trường thành tầng tầng lớp lớp để phòng thủ. Vì Dương đã hơn hai quân nên không cần phải nôn nóng, chỉ cần bình tĩnh thành cao hào sâu phá bỏ cơ hoạch tấn công cuối cùng của đối phương là có thể dễ dàng giành được thắng lợi.
Đổng tống xe chiếu tướng, Dương thói pháo, Đổng thói xe về chiếu lại, Dương tống pháo. Tống xe đây là nhằm kiểm soát tầm hoạt động của xe và mẹ đối phương. Tới đây thì Đổng nhảy ngựa lên. Động mưu tiếp theo là ngựa 8 tấn 7 để vừa bắt xe của Dương vừa đưa đột mẹ đến vị trí chiến lược là tấn công. Tuy nhiên Dương đã rất bình tĩnh để đối phó và nó coi là theo 4-3 tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu tỏa tâm pháp để phong bế hoàn toàn hướng phát triển của địch. Ngang không cho mà Đổng có thể nhảy lên lộ 7 tấn công nguy hiểm. Qua đó trật phá từ xa mọi nỗ lực tấn công của Đổng Văn Nguyên. Đứng trước bức tường phòng thủ quá vững chắc của Dương Quang Lăng thì Đổng Văn Nguyên tấn công như đâm đầu vào đá. Quân của Đổng dù hung hăng nhưng không cách gì để có thể tiến lên được. Ở đây nếu như Đổng bình xe chiếm mã thì Dương đơn giản ăn xe Đổng thôi. Đổng ăn là xe của Dương. Thì sau khi hai bên đội quân xong thì Dương Quang Lăng với song pháo mã 3 chốt. Đối với Đổng gồm cả pháo mã 2 chốt thì Dương chắc chắn thắng về tàn. Vậy đó thì Đổng ở đây, Đổng không thể đội quân như vậy. Rõ ràng là Dương Quang Lăng để nắm rất rõ tâm lý của đối thủ để ý tư thế hơn quân, lấy thịt đi người, khiến cho Đổng khó đánh vô cùng. Đổng chẳng có cách gì khác nên phải bình pháo sang biên để chờ đợi thời cơ. Dương đột thế lại ung dung tấn chốt để phục sau đó nhảy mẹ lên để liên kết song mã. Thế trận của Dương lại càng ngày càng chắc chắn. Đổng thái ngựa về bắt xe của Dương, Dương bình xe để tránh. Đổng bình xe, Dương bình pháo cản lại. Đổng bình xe, Dương nhảy ngựa lên liên kết song ngựa, đồng thời mã 6 có thể thoái về 4 đánh chốt của Dương để giật trôi hộ họ. Dương tấn xe chiếu, Đổng thoái sĩ, Dương bình xe, Đổng bình xe bắt pháo của Dương, Dương bình pháo để tránh. Đổng an sĩ của Dương và âm mưu là pháo bên xe an sĩ chiếu tướng và quật ngược lại xe của Dương. Dương này đỏ mà cơ rất hay, đó là thoái pháo về để chen lại phá hủy âm mưu của địch thủ. Cơ thoái pháo tuyệt hay. Ở đây thì sau khi Dương thoái pháo thì Đổng bị đánh, thì thoái về để tránh. Dương ôm vô thoái mẻ về chiếm thêm một chốt của Đổng nữa. Ở đây thì Đổng không dám ăn pháo của Dương, bởi vì Dương lên tướng thì pháo bắt pháo, Đổng chết pháo lại. Pháo của Đổng đã ăn pháo của Dương, vì Dương có thể thoái tượng về đánh chết xe Đổng. Do đó tại tình huống ở đây thì Đổng không cách nào khác thành thì bình pháo sang biên. Dương được thế chiếm sĩ, tan phá hệ thống phòng ngự của Đổng Văn Nguyên. Đổng lên sĩ bắt xe trước. Dương tấm pháo xuống chiếu, Đổng lên tượng. Dương chiếm tượng của Đổng. Đổng tấm pháo, Dương tấm mẹ. Đến đây thì Đổng Văn Nguyên buộc cơ đầu hàng. Thực tế là nếu như Đổng thoái xe về chiếu tướng, phải chiếu tướng để bắt mã thì Dương có thể đơn giản hóa giải cách lên pháo cản lại thôi. Còn nếu như Đổng ăn pháo của Dương thì Dương lên tướng thôi, thì Đổng cũng không lên được gì. Trong khi đó thì Đổng tiếp theo thì có thể xuất sang mã chiếm mã chiếu tướng hoặc là đánh mã xung sĩ, sau đó mã đang tấn 7 xe phố mã liên công rất là mạnh mẽ và Đổng hoàn toàn không có cách gì để có thể chống được sự phối hợp của xe phố mã của Dương. Đổng bây giờ binh đã cung lực đã tiêu nên phải cam lòng chịu thua. Trong vở tướng thì cái khó nhất của người chơi là phải biết khách quan nhìn nhận đúng sự việc, khi nào thì nên tấn công, khi nào thì nên phòng thủ. Cũng giống như vật mềm thì dễ uống, cây cứng thì dễ gãy. Trong bản tên này, Đổng Văn Nguyên vì quá ham thắng nên đã tự nuôi lấy cái mầm thất bại. Dương Quang Lăng đã rất tinh ý, nắm rất rõ yếu điểm của đối thủ để thi triển đường cơ của mình một cách nhịp nhàng, không nhanh, không chậm, cẩn trọng, vững chắc. Khi Đổng leo lên tấn công không được thì sĩ nôn nóng, tâm lý dao động thì sĩ bộc lộ ra nhiều sơ hở. Trận chiến càng kéo dài thì Dương càng có lợi. Cờ tướng đỉnh cao không những là sao lọ về đường cơ mà còn là cuộc chiến thú vị về tâm lý. Như vậy trong lần đại chiến thứ 3 này, với kiệt Đổng Văn Nguyên đã chính thức bị kỳ ma Dương Quang Lăng đánh bại. Về thực tế sau thất bại này, Đổng Văn Nguyên đã không bao giờ còn là đối thủ của Dương Quang Lăng. Một năm sau, vào mùa thu năm 1953, Đổng xuống Quảng Châu đề nghị Dương tái chiến. Hai người nhất trí chơi tiếp 10 ván cờ lần thứ 2. Lần này Dương lại là người thắng tiếp với chiến tích là 5 thắng, 2 hòa, 3 thua. Đổng vẫn tỏ ra chưa phục nên sau đó một năm họ lại giao chiến trong 4 ván cờ. Với kết quả Dương lại là người chiến thắng với 2 thắng 2 hòa.
Năm 1955, giới hâm mộ và tướng tiếp tục được chứng kiến lần thứ 6 mối duyên nợ giữa Dương Đổng diễn ra. Và đây cũng chính là lần gặp gỡ cuối cùng giữa họ với nhau. Hai bên đại chiến tại hang khấu, 8 tên cờ phân định thắng thua. Rốt cuộc Dương Quang Long mẹ đáo thành công với kết quả 3 thắng, 4 hòa, 1 thua. Oanh liệt hạ được Đổng Văn Uyên, khiến Đổng rã rời tâm trí, từ đó mới nhận thua và từ bỏ hẳn ý định khiêu chiến với Dương. Giai thoại lục niên quốc chiến giữa Dương Đổng nhân đây mẹ chấm dứt.